Ok, thì bây giờ đó là Jimmy sẽ nói về cái price prediction, là mình đoán cái giá của Dogecoin đó, là từ đây cho đến năm 2021 cuối năm đó, thì coi Dogecoin có thể hít được 1 đồng 50 cent hoặc là 2 đồng được hay không. Thì quý anh chị cũng biết đó là trong thời gian vừa qua, Dogecoin là một cái rất là rare unicorn. Thực sự ra đó là rất là nhiều người YouTuber họ đoán giá cũng như là Jimmy. Nói chung là mình cứ đoán là nó lên 1 đô hay là khoảng chừng 1 đồng gửi, nhưng mà hồi bữa đến giờ nó cũng chưa có lên cho mấy. Thì quý anh chị biết đó, Dogecoin là một cái rare unicorn, là đôi khi rất là khó để đoán. Jimmy nhớ đó là trước đây đó, khi mà Jimmy đầu tư vào Dogecoin lúc mà khoảng còn 3 cent đó, thì Jimmy nhắm là đầu tư trong vòng 3 cho đến 5 năm và Jimmy không care về cái giá cho mấy. Và sau đó đó là Jimmy còn nhớ là lúc đó đó là có rất là nhiều người họ đoán là Dogecoin sẽ hít khoảng chừng 10 cent từ lúc đó cho đến cuối năm, là đến cuối năm đó, năm 2021 đó, thì Dogecoin sẽ hít khoảng chừng 10 cent. Có người sẽ nói là hít là 10 đô la. Nhưng mà quý anh chị biết đó là chưa đầy 4 tháng, Dogecoin bắn từ 3 cent lên tới 75 cent, gần như là 1 đô trong vòng 4 tháng, kinh khủng thiệt. Wow, it's crazy. It's like từ 3 cent mà bắn lên tới 75 cent luôn quý anh chị, trong vòng khoảng chừng 3 tháng. Thì quý anh chị biết đó, thực sự ra lúc đó đó, vào thời điểm đó đó, Dogecoin từ 3 cent lên 10 cent đó, là thấy là quá nhiều rồi. Đó, tại vì lúc đó là từ 1 cent nó bắn lên 3 cent, xong rồi từ 3 cent nó bắn lên khoảng chừng 10 cent, sau từ 10 cent bắn lên 75 cent. Thì quý anh chị biết đó, là đối với Jimmy đó, thì bây giờ cái quan điểm của Jimmy là như thế này. Thực sự ra đó, về cái phần mà của Dogecoin đó, Jimmy thực sự không có quan tâm nhiều. Nói chung là Jimmy có thể chia sẻ cái quan điểm của mình cho quý anh chị biết được. Tại có nhiều người hỏi từ đây đến cuối năm là giá bao nhiêu, ai cũng hỏi như vậy, nhưng mà Jimmy muốn thay đổi cái tư duy của quý anh chị là như thế này. Đối với Jimmy đó, trước đây 6 tháng về trước, khi mà Jimmy đầu tư vào trong Dogecoin đó, thì cái quan điểm của Jimmy là Dogecoin trong vòng 3 cho đến 5 năm sắp tới đó, thì nó có hít được khoảng chừng 3 cho đến 5 đô được hay không. Thì câu trả lời của Jimmy là yes, cho nên Jimmy đầu tư vào. Và Jimmy cũng không có care là trong vòng 6 tháng 1 năm cái giá của Dogecoin như thế nào. Thực sự điều đó Jimmy không quan tâm. Tại vì mình đã xác định mình đầu tư trong vòng 3 cho đến 5 năm rồi, chứ không phải là 3 cho đến 5 ngày hay là 3 cho đến 5 tháng. Cái điều số 2 Jimmy muốn nói tới đó là ngay bây giờ đó, Jimmy có thể là tự tin nói rằng, đối với quan điểm của Jimmy thôi, là thứ nhất là rất là nhiều cái công ty, nói chung là corporation, small business, và có rất là nhiều người, thì quý anh chị thấy nè, bây giờ có hơn 200 triệu người trên toàn thế giới họ đầu tư vào cryptocurrency, là họ biết đầu tư về tiền điện tử đó quý anh chị. Và Jimmy tin rằng 2 năm sắp tới đó, con số này nó còn gia tăng kinh khủng, và họ đầu tư vào NFT nữa. Giống hay là cái thị trường NFT đó nó bùng nổ rất là kinh khủng. Thì nhiều người biết tới thì có nghĩa là cái đồng tiền điện tử á, nó sẽ tồn tại trong thị trường sắp tới khá nhiều, là điều đầu tiên. Và cái volume của cryptocurrency nó sẽ gia tăng, thì nó sẽ ảnh hưởng tới và nó sẽ giúp cho Dogecoin khá nhiều. Cái điều số 2 đó mà chuyên mình muốn nói tới đó là corporation, như là ai, như là Walmart, Amazon, họ đã nhảy vào trong cái phần cryptocurrency, cũng như là cái thằng NCO và nhiều cái nhà băng lớn như là Wells Fargo, như là Chase và thậm chí Bank America, họ cũng đã nhảy vào trong cái phần cryptocurrency. Thì Jimmy đoán không lầm đó là từ từ, không sớm không muộn gì, thì những cái nhà băng họ cũng chấp thuận về cái phần cryptocurrency mà thôi, và họ sẽ mua vào Bitcoin cũng như là mua vào Dogecoin trong thời gian sắp tới. Và quan trọng, Walmart cũng như là Amazon, không sớm không muộn gì họ cũng sẽ accept Dogecoin. Thì bây giờ đối với những cái tình hình là nhiều cái business, doanh nghiệp, nhiều người đầu tư và nhiều công ty biết tới, thì quý anh chị thấy một cái điều khá rõ ràng đó là cái speed của adoption, là cái tốc độ mà nhiều người biết tới trong thời gian ngắn đó của cái cryptocurrency ngay bây giờ đó, là một năm ngay bây giờ, là năm 2021 đó, nó bằng 5 năm trong thời gian vừa qua cái sự phát triển của Bitcoin. Là Bitcoin phải tốn 5 cho đến 10 năm thời gian để nó hình thành cái ngày hôm nay, và bây giờ đã chưa đầy một năm là biết bao nhiêu cái coin và biết bao nhiêu cái cryptocurrency là người ta biết tới và đầu tư vào. Thì cho những cái điểm này cho chị mình thấy đó, là trong một năm sắp tới thôi quý anh chị, một năm sắp tới là cao lắm là khoảng chừng 2 năm, chị mình nói là khoảng chừng 2 năm, chị mình tự tin rằng trong vòng 2 năm sắp tới đó là Dogecoin không sớm không muộn gì
cũng sẽ hit at least là khoảng chừng 1.5 đồng cho đến 2 đồng. Thì bây giờ quý anh chị thấy đó là Dogecoin là khoảng chừng 30 cent rồi, mà hit 1.5 đồng đó thì quý anh chị sẽ thấy là khoảng chừng 5x đúng không anh chị? 30 cent 1.5 đồng là khoảng chừng 5x, mà 30 cent mà lên khoảng chừng 2 đô là khoảng chừng 7x. Thì chị mình tin rằng trong thời gian sắp tới khoảng chừng 2 năm Dogecoin có thể lên là khoảng chừng 2 đô cho đến tệ lắm là 1.5 đồng. Thì thực sự ra đó là mình bỏ ra khoảng chừng mình lời 5 cho đến lời 7 hay là thậm chí có thể lời 10, thì Jimmy thấy là nó đáng cái đồng tiền. Có nghĩa là đối với Jimmy thì nó đáng cái đồng tiền, tại vì Jimmy thấy cái sự phát triển của cryptocurrency nó có trong tương lai. Thì đây là cái quan điểm của Jimmy thôi. Thì không biết quý anh chị quan điểm của quý anh chị ra sao, nhưng mà Jimmy không quan tâm là đến cuối năm nay nó như thế nào. Có thể là đến cuối năm nay Dogecoin sẽ hít được khoảng chừng 1 đô hoặc là nhiều hơn, mình không biết được. Tại vì giống như Jimmy nói đó, là khi mà Dogecoin mà nó bắn đó là không ai biết cái thời gian Dogecoin nó sẽ bắn mạnh cỡ nào và nó lên cỡ nào. Nó giống như là quý anh chị biết đó, trước đây cái thằng Ethereum đó là nó phải tốn khoảng chừng 3 cho đến 4 năm thời gian là nó không có cái sự phát triển cho máy, nó lên rất là chậm. Và trong khoảng chừng một vài năm vừa qua đó, nó phát triển kinh khủng luôn, nó bắn lên mà trở tay không kịp luôn đó. Thì quý anh chị thấy đó là không có ai có thể coi những cái chart, coi những cái technical analysis và có thể đoán được á, là cái thằng Dogecoin này là 1 năm, 2 năm hay là thậm chí 3 cho đến 5 năm là khi nào nó phát triển. Nhưng mà một cái điều mà Jimmy có thể nói được đó là khi mà mình đầu tư vào trong Dogecoin đó quý anh chị, là mình nên đầu tư vào trong vòng khoảng chừng 3 cho đến 5 năm, hoặc là quý anh chị có thể đầu tư bất cứ một cái coin nào mà quý anh chị tin tưởng vào đó, thì hãy giữ nó lại trong vòng cho đến 3 cho đến 5 năm. Tại vì trong 3 cho đến 5 năm đó đó, mình không biết là khi nào là cái thời gian mà nó bắn lên nhanh nhất có thể đó. Tại vì thực sự ra mình không biết khi nào là Walmart cũng như là Amazon hoặc là những cái catalyst nào mà nó giúp cho Dogecoin bắn một phát một là lên trời, mình không biết được. Cho nên cái cách tốt nhất á, là mình mua nó vào và mình giữ nó trong một thời gian dài nha quý anh chị. Và cái price prediction của Jimmy đó là trong vòng 2 năm sắp tới có thể lên khoảng chừng 2 đô hoặc là nhiều hơn. Và trong vòng 3 cho đến 5 năm sắp tới đó, Jimmy tin rằng nó sẽ khoảng lên khoảng chừng ít nhất là 5 đô. Ok, đây là cái quan điểm của Jimmy. Nếu quý anh chị có những cái comment nào ở dưới đó về cái prediction thì cho Jimmy biết nha. Rồi, quý anh chị hãy nhớ đầu tư thông minh.